Cô chào các em học sinh lớp 6. Chúng ta học tiếp phần Skills 1 của Unit 6 các em nhé. Đầu tiên, mời các em học và ôn một số từ vựng có liên quan đến bài. Passage có nghĩa là đoạn văn. Decide lựa chọn, quyết định. Welcome hoan nghênh, chào mừng. Strike điểm, đồng hồ điểm hoặc là thời gian điểm. Firework, pháo hoa. Light up, thắp sáng. Cheer, reo hò. Custom, phong tục. Enough, đủ. Salt, muối. Sound, nghe có vẻ. Poor, nghèo. Dress, ăn mặc. Beautifully, đây là trạng từ, một cách xinh đẹp. Help, giúp đỡ. Decorate, trang trí. Loud, to, ầm ĩ. Từ này dùng để nói về âm thanh. Chúng ta quay lại với sách các em nhé. Reading, phần đọc. Hoạt động số 1, read the passages and decide who says sentences 1 to 5. Em hãy đọc đoạn văn và xác định ai nói những câu từ 1 đến 5 nhé. Đoạn văn đầu tiên là của bạn Grace, người Mỹ. I often go to Times Square with my parents to welcome the new year. Mình thường đến quảng trường thời đại với ba mẹ của mình để chào đón năm mới. When the clock strikes midnight, khi đồng hồ điểm 12 giờ, colorful fireworks light up the sky. Pháo hoa đủ màu sắc thắp sáng bầu trời. Everybody cheers and sing. Mọi người thì reo hò và hát. Bài B là của bạn Wu, người Trung Quốc, China. On New Year's Day, vào ngày của năm mới, we dress beautifully. Chúng mình ăn mặc đẹp đẽ and go to our grandparents' houses. Và đến nhà ông bà của chúng mình, we wish them Happy New Year. Chúng mình chúc ông bà năm mới vui vẻ. And they give us lucky money. Và họ, chúng ta dịch là và ông bà cho chúng mình tiền lì xì. Then we go out and have a day full of fun. Rồi chúng mình đi chơi và có một ngày ngập tràn niềm vui. Bài đoạn C là của bạn Mai, đến từ Việt Nam. I learned some customs about Tết from my parents. Mình học được một số phong tục về Tết từ ba mẹ của mình. People give rice. Người ta tặng nhau gạo, to wish for enough food, để cầu chúc cho việc có đủ thức ăn. And buy salt, to wish for good luck, và mua muối để cầu chúc cho điều may mắn. Dogs are lucky animals. Chó là động vật may mắn, but cats are not, nhưng mèo thì không. A cat's cry sounds like poor in Vietnamese, có nghĩa là tiếng kêu của một con mèo thì nghe như là từ poor là nghèo ở trong tiếng Việt. Mèo và nghèo hơi giống nhau phải không nào? Và bây giờ chúng ta xem các khẳng định dưới đây và xác định ai là người đã nói những câu này nhé. Bạn Rex, người Mỹ, hay là bạn U, người Trung Quốc, hay là bạn Mai, người Việt? Statements, đây là những lời khẳng định. Nếu là bạn Grace thì chúng ta viết A, bạn U chúng ta điền B và bạn Mai chúng ta điền C vào. 1. Dogs are lucky animals. Chó là những con vật may mắn. Đây là khẳng định của bạn Mai. 2. We welcome the new year at Times Square. Chúng mình chào đón năm mới ở quảng trường thời đại. Đây là lời của bạn Rex.
nên chúng ta điền A vào nhé. 3. Children get lucky money. Trẻ em nhận được tiền lì xì. Ở Trung Quốc và ở Việt Nam, trẻ em đều nhận được tiền lì xì. Và đây là lời nói của bạn U, người Trung Quốc. Chúng ta điền B vào. 4. We give rice to wish for enough food. Chúng mình tặng gạo để cầu chúc cho việc có đủ thức ăn. Đây là lời nói của bạn Mai. Chúng ta điền C vào nhé. Và câu 5. Children dress beautifully. Trẻ em ăn mặc xinh đẹp. Đây là lời nói của bạn U. Ngay câu đầu tiên trong bài của bạn U, chúng ta điền B vào. Bài số 2, Test Your Memory. Bài này thử trí nhớ của em. Take the things which appear in the passages. Em hãy viết vào những việc mà xảy ra ở trong các đoạn văn. And cross the ones which don't. Và em hãy đánh chéo vào những điều mà nó không có ở trong đoạn văn nhé. Lucky money. Em có nhớ? Có bạn nào nhắc đến tiền lì xì không? Đó là bạn U, người Trung Quốc. Ông bà cho chúng mình tiền lì xì. Nên chúng ta đánh tích vào đây nhé. B. A day full of fun. Một ngày tràn ngập niềm vui. Điều này bạn U có nhắc đến phải không nào? Day full of fun. Chúng ta đánh tích vào nhé. C. A cat's cry. Tiếng kêu của con mèo. Điều này bạn Mai nhắc đến, tiếng kêu của con mèo. A cat's cry. Chúng ta đánh tích vào. Và D. Decorating the house. Trang trí nhà cửa. Cả ba đoạn đều không nhắc đến việc này, nên chúng ta viết chéo vào đây nhé. Fireworks là pháo hoa. Điều này bạn Grace nhắc đến. Bạn nói rằng bạn đến quảng trường thời đại. Và khi đồng hồ điểm 12 giờ thì pháo hoa đầy màu sắc thắp sáng bầu trời. Nên chúng ta đánh tích vào nhé. Saying wishes là chúc, những lời chúc. Điều này bạn U nhắc đến. We wish them happy new year. Chúng mình chúc ông bà năm mới vui vẻ. Nên chúng ta đánh tích vào đây. Và câu G, cheering and singing, reo hò và ca hát. Điều này xảy ra trong bài viết của bạn Chris. Mọi người thì reo hò và ca hát, nên chúng ta đánh tích vào đây. Và hát visiting relatives, đi thăm họ hàng. Điều này không được các bạn nhắc đến, nên chúng ta cũng đánh chéo vào đây nhé. Phần speaking, phần luyện nói. Hoạt động số 3, work in groups, làm việc theo các nhóm. These are some activities, đây là một số hoạt động. From the reading passage in one. Từ trong những đoạn văn bài đọc của bài số 1. Tell your group if you do them during Tết. Em hãy nói với nhóm là em có làm những việc đó trong thời gian Tết không? Example, ví dụ, go to Times Square to welcome the new year. Đi đến quảng trường thời đại để chào đón năm mới. Chúng ta là người Việt và ở Việt Nam thì chúng ta không có hoạt động đón năm mới này. Phải không nào? I don't go to Times Square to welcome the new year. Mình không đến quảng trường thời đại để đón năm mới. Câu 1. Watch fireworks on New Year's Eve. Xem pháo hoa vào đêm giao thừa. Điều này bản thân cô là có. Nên cô nói I watch. Câu 2. Sing when the new year comes. Hát khi năm mới đến. À, điều này thì không xảy ra với cô. À, lúc đó rất là muộn rồi, 12 giờ rồi. Câu 3, get lucky money, nhận được tiền lì xì. À, thỉnh thoảng thì bây giờ cô vẫn được nhận được tiền lì xì. I get lucky money. Câu 4, go out and have fun. Đi chơi và có những niềm vui. Việc này cũng có. I go out and have fun. Câu 5, dress beautifully. Ăn mặc lịch sự, bảnh bao hoặc là đẹp đẽ. Việc này cũng có.
I dress beautifully. Và câu 6, buy salt for happiness. Mua muối để có được niềm vui. Cô thì không làm việc này, nhưng cô thấy một số người ở xung quanh cô, họ có phong tục này và người ta mua muối vào mỗi năm. Chúng ta qua hoạt động tiếp theo. Work in groups, làm việc theo nhóm. Read the list and discuss. Em hãy đọc danh sách và thảo luận what you should or shouldn't do at Tết. Những gì mà em nên và không nên làm vào dịp Tết. Hai bạn đang nói chuyện với nhau. Hey, you shouldn't eat or that bánh chưng. À, bạn không nên ăn cả cái bánh chưng. Break things là làm vỡ đồ. Việc này chúng ta không nên làm, phải không nào? Chúng ta nói you shouldn't break things. Make a wish là ước một điều ước. Việc này chúng ta nên. You should make a wish. Dress beautifully. Ăn mặc xinh đẹp. Điều này cũng nên, phải không nào? We should dress beautifully. Say have fun to friends. Nói chúc bạn vui vẻ đối với những người bạn. Việc này chúng ta cũng nên làm. Should help decorate our houses. Giúp đỡ trang trí những ngôi nhà của chúng ta. Điều này là nên. Should play games all night. Chơi game cả đêm, suốt đêm. Điều này là không nên. Shouldn't invite friends home. Mời bạn bè đến nhà. Việc này là nên. Should ask for lucky money. Đòi tiền lì xì. Điều này là không nên. Shouldn't. Và play loud music. Mở nhạc to, mở nhạc ầm ĩ. Điều này là không nên. Example. Ví dụ. We should dress beautifully at Tết. Chúng ta nên ăn mặc đẹp đẽ vào dịp Tết. I agree. Mình đồng ý. Should we ask for lucky money? Chúng ta có nên đòi tiền lì xì không? No, we shouldn't. Và bạn A hỏi tiếp. Should we help decorate our houses? Chúng ta có nên giúp đỡ trang trí nhà của chúng ta không? Và bạn B trả lời. Yes, we should. Bạn C hỏi. Should we play games all night? Chúng ta có nên chơi game suốt đêm không? Bạn A trả lời, no, we shouldn't. Cứ như vậy và các em làm tiếp nhé. Phần Skills 1 của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của cô. Link của phần Skills 2 cô sẽ ghim ở bình luận. Các em hãy nhấn vào để mở bài nhé. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô. Chúc các em luôn vui vẻ và học tốt. Chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé.